Xin chào các anh em cờ thủ. Như đã hứa, chúng mình sẽ làm một bộ cờ có thể khắc chế tốt được con sói điên Warwick đang hoành hành trong meta. Chỉ một vô là đi hết sàn chủ lực phía sau, khiến anh em đau đầu trong việc xếp bài. Nếu như anh em đã hết cách trị Warwick bằng kỹ năng xếp bài và các tướng đắt tiền, thì hãy để các tướng tưởng yếu nhưng lại khỏe không tưởng ra tay. Đội hình xoay quanh tướng một vàng vừa rẻ vừa không lo xếp bài, anh còn là cơn ác mộng cho mọi loại quái vật ở quần đảo bóng đêm. Không ai khác, chính là anh chàng ba súng, Lucian. Vậy làm sao để Lucian có thể đối đầu với thứ vũ khí sinh học chết người này? Cùng chúng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé! Với trọng tâm chính là anh chàng ba súng, nên ta rất cần anh ta cống hiến lên 3 sao. Tuy là tướng một vàng, nhưng anh sở hữu đến 3 tộc hệ, nên sẽ có nhiều đội hình xoay quanh. Ở đây chúng mình sẽ giới thiệu 3 biến thể của Lucian mà chúng mình thấy là mạnh nhất nhé! Cũng vì sở hữu 3 hệ nên việc reroll bớt rủi ro hơn rất nhiều, do anh em dễ dàng xoay bài nếu roll đen. Để bớt ngợp trước quá nhiều biến thể thì hãy cùng chúng mình dần dần tìm hiểu cách xây dựng team Lucian Carry. Đội hình phổ biến nhất gồm các siêu nhân kết hợp với Lucian 3 sao, với Lucian, Pantheon, Gangplank, Lee Sin, Malphite, Ezreal, Shen. Kích được 3 siêu nhân, 2 rút súng nhanh, 3 biệt đội vô cực và 2 tình nhân. Lên cấp kẹp Twisted Fate và Ezreal tối thượng để kích song trùng, song đấu và biệt đội vô cực, hoặc thêm rút súng nhanh, tăng sát thương cho Lucian. Đội hình có dàn tướng đẹp tốt đầu trận là Lucian và Ezreal. Nếu như Lucian không cống hiến, vẫn có thể xoay về Ezreal Carry từng là mưa làm gió mùa 8, kẹp cùng Vi và Sona. Còn tệ hơn nữa, Ezreal cũng không ra thì có thể chuyển sang đánh các tướng đắt hơn như Samira, vẫn giữ được phong đạo trích. Sau này kẹp Ezreal tối thượng kích xạ kích là bài đủ đẹp. Đội hình 2 xoay quanh sức mạnh của những kẻ ngoại đạo, với Silas, Lucian, Camille, Brisquang, Ezreal, Kai'Sa, Mistletoe, kích được 3 ngoại đạo, 2 admin, 4 rút súng nhanh. Đội hình này sẽ rủi ro hơn siêu nhân vì rất cần Silas và Brisk 3 sao để chống chịu sát thương từ các carry đắt tiền phía địch. Anh em để ý chăm chút hàng thủ thật vững chắc. Các carry rút súng nhanh sẽ tự làm tốt vai trò của mình với số lần giá chiếu áp đảo. Kích sớm rút súng nhanh sẽ giúp đép tốt hơn, nên đừng mải roll mà quên giữ tiền lên cấp kẹp thêm các rút súng nhanh nhé. Đội hình thứ 3 sẽ tập trung vào biệt đội vô cực, khá giống form đầu tiên, với Lucian, Pantheon, Ezreal, Lee Sin, Sivir, Riven, Shen, Ezreal tối thượng. Kích được 5 biệt đội vô cực, 2 tình nhân, 2 song trùng, 2 đấu sĩ, 2 vệ quân, 2 xạ kích. Lucian, Ezreal đạo trích cùng Sivir sẽ gánh chính ở đầu và giữa game, còn sân khấu cuối thì để lại cho họng súng cực cháy, Ezreal tối thượng. Bài này cũng cần roll ở 4 và 5 để có form chuẩn là Lucian, Pantheon, Sivir, Ezreal và Lee Sin. Tiếp theo đến với phần trang bị. Trang bị cho nhân vật chính Lucian sẽ là búa xanh, găng bảo thạch, dây khổng lồ. Kiếm súng cũng là lựa chọn không tồi, giúp bổ sung hồi máu cho cả team. Cuồng đao cũng phù hợp với anh da đen, giúp tận dụng tốt nội tại đánh thường gây thêm sát thương phép của mình. Luôn theo sát Lucian là Ezreal đạo trích. Anh chàng này cũng có form trang bị y hệt Lucian, chỉ khác là sức mạnh sẽ được tăng tiến lên rất nhiều khi gặp được phiên bản 5 vàng của mình. Nên nếu anh em có đồ thì đừng bỏ quên nhà thám hiểm nhé. Các chúng chịu thì cứ lắp giáp lửa để đánh lâu dài với các team hot meta như Vex linh vật, giáp gai để khắc chế sát thương chí mạng từ Jin, vuốt rồng để trụ lâu trước ma pháp sư. Duy chỉ có đội hình 2 là rất cần đồ thủ từ sớm, nên nếu vòng chợ và rau quái ra nhiều đồ thủ thì đây có thể là dấu hiệu cho form Lucian ngoại đạo anh em nhé. Ezreal tối thượng là tướng cuối cùng trong team nên đừng kén chọn trang bị. Sojin hay găng bảo thạch cũng không quá tệ nếu không có đồ chuẩn là cung xanh, kiếm tư thần, dây khổng lồ. Bây giờ chuyển sang phần xếp đội hình nào. Cố gắng xếp Lucian có góc bắn trúng nhiều mục tiêu nhất, do khi kết liễu kẻ địch, loạt đạn còn lại sẽ không mất đi mà tấn công tiếp ra hàng sau. Ngoài lưu ý xếp Lucian như vậy thì team này xếp khá là dễ. Tranh hàng trước hoặc hàng 2, carry ở hàng 4. Riêng đội hình 2 thì phải né các tin tặc và lốc. Còn Lucian siêu nhân và Lucian 5 biệt đội không hề ngán các tướng áp sát, đặc biệt là con sói khát máu Warwick. Với việc cầm búa xanh, Lucian sẽ luôn là tướng ra chiêu sớm, gây sát thương lớn nhất đầu round, đủ điều kiện nhận liên kết của Shen. Sắp xếp đã xong, giờ ta cùng nhau triển khai đội hình nhé! Đầu trận, anh em nên nhặt kiếm và gậy để ghép các món sát thương như găng bảo thạch, kiếm súng. Lý do không nhặt nước mắt sớm để có bùa xanh bởi làm thế sẽ rủi ro hơn. Nếu không ra nước mắt ở vòng quái mà là gậy hay kiếm thì sẽ không thể ghép được đồ sớm đét máu. Form đét đầu trận gồm Lucian, Ezreal, Vi, Kale.
Form này đã được kiểm chứng bởi rất nhiều cờ thủ top 8 kỳ cựu nên uy tín nhé. Lưu ý, chỉ đánh đúng form, chứ anh em học đánh theo cả phiên nhân phẩm có S-Real và S-Real tối thượng thật đấy. Cơ mà nói đâu ra con Samira hay Sona trong đấy thì đừng kêu chúng mình không chịu trách nhiệm nhé. Form này sẽ giúp anh em có nhiều lợi tức từ đạo trích, đồng thời dễ xoay sang S-Real Carry nếu Lucian không cống hiến. Còn tất cả đều không cống hiến thì anh em biết phải đánh cái gì rồi đấy, đằng nào trả top 8. Còn nếu muốn chốt form từ sớm, hãy tập trung kiếm các tướng chủ chốt và lên 3 sao sớm nhất có thể. Đội hình 1 là 3 siêu nhân và Lucian, Pantheon. Đội hình 2 là Lucian, Silas, Blitzcrank, Camille. Đội hình 3 là Lucian, Pantheon, Lee Sin. Sau người đá, anh em có thể chọn Slow Roll ở cấp 5 nếu sức mạnh đội hình vẫn có thể giữ được nhiều máu, hoặc Hyper Roll ngay trước khi lên 5 nếu tích được nhiều tiền và mong muốn có chuỗi thắng sớm đầy máu lobby. Cố gắng hoàn thiện team ở round sói hoặc vòng chọn nâng cấp thứ 3. Nếu không được, hãy tập trung lên cấp để có các tướng chất lượng gánh đam cùng Lucian. Vì ở 2 round này, người chơi sẽ bắt đầu xả tiền để lên cấp hoặc roll, anh em sẽ mất rất nhiều máu nếu vẫn chững lại ở cấp 5. Dù là nhân vật chính, nhưng khá đáng tiếc khi hai nâng cấp của Lucian lại có vài khuyết điểm. Với đạn ma pháp, cả team nhận 20 AP, cộng 2 khi họ tấn công, và buồng khuếch đại thời gian. Mỗi hai lần ra chiêu của Lucian mạnh nhất, linh thú nhận một kinh nghiệm, một cái cho AP, nhưng đầu trận ngoại trừ Lucian thì khó tướng nào tận dụng tốt. Còn cái 2 đôi khi sẽ ảnh hưởng tới việc run tướng do bạn lên cấp khá nhanh. Chúng mình vẫn khuyến khích anh em dùng nếu đang chơi đội hình 1 và 3, do nâng cấp tướng 1 vàng cũng không có cái nào nổi trội hơn hai nâng cấp của Lucian. Còn nếu chơi Lucian kẹp Silas và Blitz, anh em có thể lấy nâng cấp carry của hai tướng tranh này với mục đích gia cố hàng thủ vững chắc cho Lucian xả sát thương. Nâng cấp linh hồn hộ vệ của Malphite cũng khá phù hợp. Nâng cấp hộ thể thanh tẩy của Lee Sin cũng tăng khả năng chống chịu cho hàng thủ nên anh em cần chú ý. Còn nâng cấp tiếp lửa chúng mình không khuyến khích do tướng trong team không có khả năng tạo lá chắn để nhận thêm tốc đánh. Nâng cấp 3 vàng thì sao? Còn ai chống khoai đất này ngoài nhân vật chủ chốt khắc chế lại Warwick, nhẫn giả hoàng hôn, Shen? Cả hai nâng cấp của anh đều rất giá trị. Cường hóa bất thường giúp kỹ năng của Shen kéo dài thêm 5 giây và đồng minh liên kết gây thêm 30% sát thương trong thời gian được bảo vệ, giúp Warwick hóa thành cún con trong 8 giây. Ma trận đệ quy, cả team nhận 8% kháng sát thương, hiệu ứng tăng gấp 3 lần trong 4 giây sau khi họ dùng chiêu. Đã 3 sao rồi còn kháng sát thương sẽ khiến đội hình trở nên rất lì lợm, tạo nhiều không gian cho Lucian chơi game. Nếu dùng Riven thì nâng cấp tái xuất khải hoàn sẽ có tác dụng rất lớn do máu của các tướng 3 sao lớn, lá chắn cộng thêm cũng sẽ nhiều hơn. Về nâng cấp thường, đầu tiên là các nâng cấp rôn tướng, kể đến là các nâng cấp mana như trí tuệ siêu công nghệ, nguyên tố luân. Các nâng cấp sát thương sẽ cực ngon, đặc biệt là khảm bảo thạch và nhất thống, do đội hình gây sát thương phép là chính và kích được rất nhiều tộc hệ. Vọng âm Luden là lựa chọn không tồi khi team này dùng chiêu cũng rất nhiều. Đã cùng điểm qua cách triển khai cũng như các nâng cấp phù hợp để chọn cho đội hình rồi. Sau đây cùng xem ưu nhược điểm của những gì để lưu ý nha anh em. Đội hình Lucian Carry có ưu điểm là nhiều biến thể nên không sợ bị tranh bài, không sợ đối đầu với tin tặc, tiêu diệt hàng thủ địch rất nhanh, không yêu cầu cao kỹ năng xếp bài. Còn nhược điểm đó là đôi công trực diện không có sát thương đến hàng sau địch, phải chờ cho đến khi sở hữu S-Will tối thượng. Và vì là reroll nên phụ thuộc khá nhiều vào may rủi. Cuộc hoành hành của Warwick sắp kết thúc rồi, các cửa thủ spam chú chó này nên run sợ đi. Sắp tới các phiên nhân phẩm sẽ lên thêm vài giáo án nữa để anh em xích cổ con chó này. Nhớ comment kết quả dưới để chúng mình được biết Lucian hành Warwick ra bã thế nào nhé. Còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.